Giai đoạn thành tựu. Giai đoạn thành tựu với những biểu hiện có nghĩa những thực hành yoga như nội hỏa, tuôn mô. Giai đoạn thành tựu không có biểu hiện là sự thực hành của Dzogchen. Giai đoạn phát triển. Một trong hai phương diện của thực hành kim cương thừa đó là tạo ra một hình ảnh tâm linh thanh tịnh để tịnh hóa tập khí. Tinh hoa của giai đoạn phát triển là nhận thức thanh tịnh hay quan điểm sùng kính, có nghĩa nhận biết sắc tướng, âm thanh và niệm tưởng như bổn tôn, mantra và trí tuệ. Giác ngộ, thông thường như trạng thái Phật quả, được đặc tính hóa bằng sự viên mãn tích lũy công đức và trí tuệ, và nhờ tẩy trừ hai che chướng, nhưng đôi lúc cũng chỉ cho sự giác ngộ của những phạm vi thấp như một A-la-hán hay Bích Chi Phật. Giác ngộ rốt ráo như Phật quả, giác ngộ vô thượng là Phật quả hoàn toàn viên mãn. Giải thoát tức thoát khỏi luân hồi. Giải thoát cá nhân, 7 bộ giới luật cho người thường, thọ nhận theo luật tạng của Hinayana, giới nguyện cho cận sự nam và nữ, giới nguyện cho Sa-di và Sa-di-ni, thêm vào những giới nguyện thử thách cho Sa-di-ni như một bước tiến đến việc thọ cụ túc giới, giới luật của một tỳ khưu ni cũng như của tỳ khưu. Có 8 loại khi nhận giới nguyện, ăn kiêng chỉ ăn ngày một bữa. Giới luật của giải thoát cá nhân là chuẩn mực đạo lý căn bản của đạo đức, đó là nền tảng chung cho một thực hành của đạo Phật. Giáo lý Đại Thừa là giáo lý của Đức Phật được kết tập trong lần chuyển Pháp Luân lần thứ 2 và 3 và những luận giảng về chúng của các đại học giả Ấn Độ và Tây Tạng. Giọng nói Phạm Thiên. Giọng nói được phú cho những phẩm tính hoàn thiện của Phạm Thiên, vị vua của chư thiên. Gốc rễ đạo đức, tức là hành động thiện. Guru, tức vị thầy tâm linh. Guru, Jidam và Dakini là 3 gốc của thực hành kim cương. Guru là gốc của ân phước, Jidam là gốc của thành tựu và Dakini là gốc của hoạt động. 2 bậc vô ngã, không có tự tính trong bản ngã cá nhân cũng như trong mọi hiện tượng. 2 tích lũy là sự tích lũy công đức bằng khái niệm và trí tuệ vượt trên khái niệm. Hàng tỷ tỷ vũ trụ là phạm vi của một hóa thân siêu phàm dung thông trong 1 tỷ núi tu di, mà một núi tu di được bao quanh bởi 4 châu lục và những rặng núi. Hành giả Tantric là một người đã nhận quán đảnh, tiếp tục thực hành nghi quỷ và giữ cam kết. Hãy giữ tinh túy trí tuệ bất biến này xuất hiện trong hư không. Hệ thống kết quả của kim cương thừa. Hệ thống kim cương thừa nhận kết quả là con đường nhờ xem Phật tánh là hiện diện vốn sẵn và con đường là khai mở trạng thái nền tảng của hành giả. Điều này khác với thừa triết học nguyên nhân của Đại Thừa và Tiểu Thừa, xem con đường là sự dẫn đến và tạo ra trạng thái Phật quả. Một cách cơ bản, 2 tiếp cận này không mâu thuẫn. Xem kim cương thừa. Hiện tượng là bất cứ những gì có thể kinh nghiệm, biết hay tư duy. Hinayana là thừa chú tâm thiền quán về tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên vì mục đích giải thoát cá nhân. Hư không rộng rang vĩ đại của chân như thanh tịnh như bầu trời. Hộ pháp là vị bảo vệ giáo lý Đức Phật. Học phái triết học, 4 học phái hay tư duy Phật giáo là Vaibhashika tức Thắng Luận Tông, Sautrantika tức Kinh Lượng Bộ, Sittamatra tức Duy Thức Luận và Madhyamaka tức Trung Quán Luận. 2 cái trước thuộc về Tiểu Thừa và 2 cái sau thuộc Đại Thừa.
giáo huấn khẩu truyền toàn giác. Đối nghịch với truyền thống triết học kinh viện, những giáo huấn khẩu truyền của dòng truyền thực hành là ngắn gọn và súc tích, nên chúng luôn có thể giữ được trong tâm. Đó là những lời giáo huấn rất thực tế, và vì chúng là những phương tiện hiệu quả giải quyết trực tiếp với việc thực hành tịnh hóa những che chướng của hành giả và tập hợp hai tích lũy. Hỏa là cái đầu tiên trong bốn khía cạnh biết chắc trên con đường kết hợp, thân cận với trí tuệ như lửa của con đường thấy biết. Nhờ sở hữu sự tập trung đồng quy với trí tuệ biện biệt. Indra là thiên chủ của cõi dục giới, ngài ở trên đỉnh núi Tu Di trong cung điện Toàn Thắng, và cũng được biết là Sakra, bậc cai quản chư thiên. Jambuvipa, diêm phù đề, châu lục ở hướng nam núi Tu Di, trung tâm của thế giới trong vũ trụ học Phật giáo. Kaya, tức thân, trong ý nghĩa của một thân hay sự lưu xuất của vô số phẩm tính. Kết quả của hai thân là trạng thái Phật quả hoàn tất và viên mãn, bao gồm pháp thân và sắc thân. Trong đó, sắc thân ám chỉ cả hai báo thân và hóa thân, khiến tịnh hóa cái chết, trung ấm và tái sanh. Kiến, thiền, hành là định hướng triết học, hành động phát triển thói quen đó. Thường ngồi thực hành và thực hành đầy đủ sự thấu suốt đó trong hoạt động đời sống hàng ngày. Mỗi thừa của chính thừa có định nghĩa riêng về kiến, thiền và hành. Kilaya là dao găm thiêng liêng được sử dụng trong nghi lễ Tantric. Kim Cương Sư là một vị thầy Tantric tinh thông ý nghĩa và nghi lễ của Kim Cương Thừa. Vị thầy từ đó hành giả nhận được giáo lý Tantric. Cũng có thể chỉ vị thầy chủ tọa một nghi lễ Tantric. Kinh nghiệm và nhận biết là một diễn tả dùng cho sự thấu suốt và tiến bộ trên con đường. Kinh nghiệm ám chỉ kinh nghiệm tạm thời của thiền định và nhận biết để bất biến sự hiểu biết về bản chất của sự vật. Klishas, tức phiền não, kỷ luật, hãy xem nguyện và giới luật, là chủng tử nhân quả khiến sản sinh mọi sự, là hạt giống cho thân kim cương và hóa thân, là hạt giống của ngữ kim cương và báo thân, là hạt giống của tâm kim cương và pháp thân, là hạt giống của trí tuệ kim cương và Svabha Vikakaya, tức thân tinh túy, làm trưởng thành chính con, tụ hội những người đi theo nhờ sự rộng lượng, làm vui thích họ với lời lẽ dịu dàng và an ủi họ bằng việc thích hợp. Lãnh vực nhận thức ở đây ám chỉ trạng thái của tâm trong bốn cõi vô sắc. Lưu xuất sự huyền diệu của lòng bi, một tánh giác sáng soi như mây tỏa khắp. Mahadeva là một dạng của thần Shiva. Mahamudra, trong phạm vi sách này, hoặc Mahamudra ám chỉ sự thành tựu tối thượng của Mahamudra Đại Ấn, đồng nghĩa với toàn giác, hoặc thân Mahamudra của Bổn Tôn Di Đàm đã nhắc đến ở trên. Mahanivana nghĩa là Đại Niết Bàn, là trạng thái an trụ của Phật quả cuối cùng, không trong luân hồi và cũng không giống như trạng thái Niết Bàn thụ động của một A-la-hán. Mahasandhi là Đại Viên Mãn. Mahayana, tức thừa của Bồ Tát, nỗ lực đạt toàn giác vì mục đích giải thoát tất cả chúng sanh. Đại thừa có hai phương diện, gồm Kinh tức Sutra, nhấn mạnh đến giáo lý sâu rộng, và Mantra nhấn mạnh đến sự uyên thâm. Sự giải thích chi tiết về Sutrayana tức hiển giáo. Hãy xem quyển Abhisamaya Lamkara của Maitreya hoặc Viên Ngọc Trang Hoàng của sự giải thoát, nhà xuất bản Sampala Boston năm 1989. Maheshvara là một trong những vị thần chính của Ấn Độ giáo đạo Hindu. Mandala nghĩa đen là trung tâm và chung quanh, thông thường một bổn tôn
cùng với những hoàn cảnh chung quanh. Mandala là một biểu tượng đại diện cõi của một bổn tôn tantric. Toàn thể vũ trụ được quán tưởng như một cúng dường và cũng là sự sắp xếp của sự cúng dường trong nghi lễ mật tông. Mantra: một, đồng nghĩa với kim cương thừa. Hai, một sự kết hợp đặc biệt của âm thanh, biểu tượng và liên thông với bản thể của một bổn tôn. Ví dụ như Om Mani Padme Hum có ba loại chủ yếu, gồm Guhya Mantra, Vidya Mantra và Dharani Mantra. Mantra bí mật đồng nghĩa với kim cương thừa hay giáo lý tantric. Guhya có nghĩa bí mật, gồm cả hai sự che giấu và tự bí mật. Mantra trong phạm vi này có nghĩa là xuất chúng, lỗi lạc hay lời nguyện tán thán quý giá. Mantra Sunyata là mantra của tánh không. Om Svabhava Suddho Sava Dhamma Svabhava Suddhoham. Mantra và triết học. Mantra có nghĩa kim cương thừa, trong khi thừa triết học bao gồm tiểu thừa và đại thừa. Mantra Dara là người thành thạo về nghi lễ tantric. Mara là ma vương hay ảnh hưởng ma quỷ, gây che chứng cho thực hành và giác ngộ. Thần thoại học nói Mara ngụ ở cõi cao nhất của dục giới. Mara là bậc thầy về áo giác, đã cố gắng ngăn cản Đức Phật đạt giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng. Với hành giả của giáo pháp, Mara biểu tượng hóa sự chấp ngã và bận tâm đến tám mối quan tâm thế gian. Mara của hành động công đức, khuynh hướng thu hút vào mục tiêu thực hành tâm linh, hướng đến việc kết thúc tính ích kỷ. Những hành vi đạo đức không theo sự từ bỏ hay bồ đề tâm. Monka Senga Zong, một hang động tại hướng đông Bhutan ở Bhutan, được Đức Liên Hoa Sanh sử dụng và sau này là Yese Sogya, như một nơi thiêng liêng để thực hành nghi quỷ. 10. Bất thiện là hành động xấu của thân, bao gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Hành động xấu của khẩu là nói dối, nói chia rẽ, nói lời thô tục và nói chuyện phiếm. Hành động xấu của ý là tham, sân và si, tức tà kiến. 10. Bhumi tức thập địa là 10 cấp độ phát triển của một Bồ Tát thành một vị Phật toàn giác. Ở mỗi cấp độ, nhiễm ô vi tế sẽ được tịnh hóa nhiều hơn và những phẩm tính giác ngộ ở mức độ cao hơn sẽ xuất hiện, bao gồm hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm huệ địa, nang thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa và pháp vân địa. 12. Giác quan nền tảng bao gồm 5 giác quan và giác thức, và 5 đối tượng của giác quan và đối tượng của giác thức. 10. Paramita gồm 6 ba la mật thêm vào phương tiện, sức mạnh, ước nguyện và trí tuệ. 18. Cấu tạo gồm 6 tích tụ của thức, 6 của căn, 6 của trần, tức đối tượng của 6 căn. Mudra đơn giản trong cách của một chủng tử vi tế. Đấng chiến thắng, tương tự như Đức Phật. Đấng giác ngộ, như chư Phật. Đấng tôn quý, tương tự như Tam Bảo. Đấng tôn quý, tức vị thầy vĩ đại, Bồ Tát hay A-la-hán, bậc đã đạt được con đường của cái thấy, cái thứ ba trong 5 con đường. 5 cảm xúc phiền não gồm tham, sân, si tức ảo tưởng, kiêu mạn và thù hận. 5 con đường gồm con đường tích lũy, kết hợp, kiến, trao dồi tu dưỡng và con đường không còn học nữa. 5 con đường bao phủ toàn bộ tiến trình từ lúc bắt đầu thực hành pháp cho đến khi hoàn toàn giác ngộ. 5 gia đình tức ngũ bộ là 5 gia đình Phật, gồm Như Lai Bộ, Kim Cương Bộ, Liên Hoa Bộ, Bảo Sanh Bộ
và tác nghiệp bộ, đại diện cho những phẩm tính bẩm sinh của tinh hoa giác ngộ của chúng ta. Năm hành động có kết quả lập tức là năm nghiệp, tội lỗi hay hành động xấu có quả lập tức, bao gồm giết cha mẹ mình, giết một vị A-la-hán, gây chia rẽ trong tăng đoàn và làm chảy máu một vị Phật với ý định xấu. Năm hành động xấu gần như hay sắp sửa gồm cưỡng hiếp mẹ mình, một A-la-hán, giết một Bồ-Tát ở địa kiên cố, giết một bậc tôn quý trên con đường rèn luyện, tức là chưa phải là một A-la-hán, trộm cắp phương kế sinh nhai của tăng đoàn và hủy diệt một bảo tháp. Năm loại cúng dường là những vật chất ưa thích của năm giác quan. Năm siêu trí tuệ là khả năng thực hiện những điều kỳ diệu, gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông và nhớ lại những kiếp sống trước. Năm suy hoại, thứ nhất, thoái hóa quan điểm do sự xuống cấp trong việc từ bỏ đức hạnh, có nghĩa là tà kiến. Thứ hai, thoái hóa cảm xúc phiền não do sự xuống cấp trong đạo đức của chủ thể, có nghĩa bản chất thô lỗ của tâm, trong đó sự thô lỗ ám chỉ phiền não mạnh mẽ và kéo dài. Ba, sự thoái hóa thời gian do sự suy giảm hưởng thụ, có nghĩa sự suy giảm của kiếp xung đột. 4. Sự thoái hóa của tuổi thọ do suy giảm sinh lực duy trì, có nghĩa sự giảm thọ cho đến lúc còn 10 năm. 5. Thoái hóa của chúng sanh có nghĩa là sự suy hoại của thân do hình dạng thấp kém và kích thước nhỏ. Sự suy giảm công đức do ít năng lực và sự đặc biệt. Sự suy giảm của tâm do trí tuệ kém sắc bén, khả năng ghi nhớ giảm sút và ít chuyên cần đi. Do đó, sự thoái hóa của chúng sanh mà ba loại suy giảm cùng xảy ra, có nghĩa tâm của họ khó thuần phục. Năm thân. Trong sách này, năm thân hay những phương diện của Phật quả là pháp thân, báo thân, hóa thân, cốt tủy thân và đại cực lạc thân đã được định nghĩa trong chương Sự rèn luyện tâm của Kim Cương Thừa. Năm trí tuệ bao gồm trí tuệ pháp giới, trí tuệ như gương, trí tuệ biện biệt, trí tuệ bình đẳng và trí tuệ viên mãn. Định là một trong bốn khí cảnh sát tính trên con đường kết hợp. Naga nghĩa là rồng, một sinh linh giống như rắn, sống trường thọ, hùng mạnh, cư trú ở dưới nước và thường canh giữ những kho tàng vĩ đại. Chúng thuộc về nửa cõi người và nửa cõi thần, thường sống trong thân rắn, nhưng nhiều lúc có thể chuyển thành thân người và thường được mô tả có thân người từ thắt lưng trở lên với một cái đuôi rắn ở dưới. Chúng có nhiệm vụ kiểm soát thời tiết, nhất là mưa. Đại định huyền diệu, định thứ hai của Patamade. Samadhi tức đại định, bản chất là dòng bi và quang minh, tự nhiên như ánh sáng mặt trời chiếu vào không gian. Đại và tiểu thừa. Mahayana và Hinayana. Mahayana tức đại thừa, bao gồm những thừa tantric. Hinayana bao gồm giáo lý cho thanh văn và duyên giác. Nghĩa rộng của đại hay tiểu là ám chỉ phạm vi ước nguyện, phương pháp áp dụng và sự sâu sắc của thấu suốt. Đại viên mãn, cái thứ ba của Tantra nội của phái Nyingma. Nam mô là sự kính lễ hay lời chào. Ngạ quỷ là một trong sáu bộ chúng sanh. Những chúng sanh này bị hành hạ bởi nghiệp quả của nhận thức bất tịnh gây đau khổ mãnh liệt vì thèm muốn, đói và khát. Nghiệp tương tục của thực hành trước là sự liên tục của thực hành pháp từ kiếp sống trước. Người dị giáo là người chấp thủ tà kiến, hành động bất thiện là không quan trọng, không tin kiếp trước, kiếp sau, không có kết quả từ việc thực hành con đường, vân vân. Ngũ uẩn, năm kết tập là năm phương diện bao gồm sự cấu tạo thân thể, tinh thần của một chúng sanh, gồm thân vật chất, các căn, quan niệm,
sự hình thành và ý thức. Nguyện hữu tình, bổn tôn được quán tưởng bởi hành giả. Nhận biết cao, xem siêu trí tuệ. Nhận thức bình thường là cách thức một người bình thường kinh nghiệm, xem bình thường. Nhận thức thanh tịnh, xem môi trường như cõi Phật, mình và người khác như bổn tôn, âm thanh như mantra và niệm tưởng như trí tuệ. Như thị là bản chất của tâm và hiện tượng. Nhờ khuyên bảo họ hành động đầy ý nghĩa, xây dựng họ một cách tạm thời và tối hậu. Những trường phái triết học thấp, hai học phái chính của Hinayana, Vajrasika và Sutrantika, so sánh với Mahayana, chúng được gọi là thấp vì không thiết lập tánh không của mọi hiện tượng. Niết bàn là sự hủy diệt nguyên nhân tạo ra luân hồi. Niết bàn thấp ám chỉ việc đạt giải thoát khỏi luân hồi của một hành giả tiểu thừa. Khi liên quan đến một vị Phật, Niết bàn là một trạng thái giác ngộ vĩ đại, phi an trụ, không rơi vào trạng thái cực đoan của luân hồi, cũng như không rơi vào trạng thái định thụ động của một A-la-hán. Nimanakaya là hóa thân, thân thứ ba của ba thân, khía cạnh giác ngộ được điều phục và chúng sanh bình thường có thể nhận thức. Địa ngục vô gián là địa ngục thấp nhất trong tám hỏa ngục. Độc giác Phật là một vị giác ngộ đơn độc, một vị A-la-hán đạt Niết bàn chủ yếu nhờ thiền định về mối liên kết của thập nhị nhân duyên theo thứ tự nghịch, không cần đến giáo lý trong đời đó, nhưng thiếu sự giác ngộ viên mãn của một vị Phật và không thể làm lợi ích cho vô số chúng sanh như một Đức Phật. Núi Tu Di là ngọn núi huyền thoại khổng lồ ở giữa hệ thống thế giới, nơi hai bộ chư thiên thấp nhất của cõi dục giới sinh sống, được bao quanh bởi một chuỗi hồ, núi, châu lục và đại dương nhỏ hơn, và được nói là cao hơn mực nước biển 84.000 lý, một lý bằng 4,8 km. Ogin còn được gọi là Udiyano hoặc Odiyan. Đây là nhà của các Dakini, nơi sinh của Đức Liên Hoa Sanh. Được biết khu trú tại thung lũng Swat ở hướng Tây Bắc Ấn Độ, giáp biên giới với Afghanistan ngày nay. Thời tiền sử, Đức Hayagriva và Vajrayogini hàng phục đại quỷ chấp ngã. Khi thân quỷ rơi xuống đất, trái tim rớt vào xứ Udiyana, tạo thành sự trùng hợp các tường ngẫu nhiên cho sự truyền bá giáo lý kim cương thừa. Padmakara, tức Liên Hoa Sanh, giống như Guru Rinpoche, danh hiệu Padmakara và Padmasambhava được sử dụng luân phiên trong văn học Tây Tạng, đôi lúc trong những bài kệ Tây Tạng, đôi khi trong vạn ngữ. Paramita, nghĩa là tới bờ bên kia, khái niệm siêu vượt chủ thể, đối tượng và hành vi. Xem 6-10 Ba La Mật. Phần chính bắt đầu với Samadhi Bao La và Uyên Thâm. Phật quả là sự toàn giác viên mãn của bậc không trụ trong luân hồi lẫn Niết bàn. Phật quả toàn giác là trạng thái của sự giác ngộ hoàn toàn, có trí tuệ viên mãn, thấy biết sự vật như nó là, và với trí tuệ nhận biết mọi hiện hữu đó. Phật tánh là Như Lai Tạng, tinh hoa của chư Như Lai, khả năng giác ngộ hay tánh giác ngộ vốn sẵn hiện diện trong mỗi chúng sanh. Để biết thêm chi tiết, hãy xem quyển Phật tánh của Ngài Thrangku Rinpoche. Phật, Pháp và Tăng đoàn, tức Tam Bảo, những đối tượng quy y thật sự. Để biết thêm chi tiết, hãy xem quyển Phật tánh của Ngài Thrangku Rinpoche, nhà xuất bản Ranjung Jesse, 1988. Pháp giới là cõi hiện tượng, chân như trong đó tánh không và phụ thuộc nguyên thủy là bất khả phân. Bản tâm và hiện tượng nằm vượt lên sinh, trụ và diệt. Pháp thân là một trong ba thân, nó là tâm thức hay khí cảnh không biểu lộ, có thể hiểu một cách khác tùy theo bối cảnh của nền tảng
con đường và kết quả. Trong sách này, chủ yếu liên quan đến nhận thức, hư không và khí cảnh đơn giản của tâm hành giả vào thời điểm của con đường. Hãy xem ba thân của kết quả. Phát triển và thành tựu, phương tiện và trí tuệ của thực hành kim cương thường, giai đoạn phát triển của tạo ra bởi tâm, giai đoạn thành tựu có nghĩa an trú trong trạng thái phi tạo tác của tâm. Phi khái niệm hóa của ba lĩnh vực, không chấp vào những khái niệm về đối tượng, chủ thể và hành vi. Phi Phật giáo là những vị thầy chấp chặt vào triết lý của quan điểm cực đoan như chủ nghĩa hư vô, vĩnh cửu, tức thường kiến và đoạn kiến, đặc biệt là Ấn Độ giáo, đạo Jnana hay chủ nghĩa duy vật. Phi pháp là bất kỳ hành động hay thuộc tính nào mâu thuẫn với giáo pháp, nhất là tám mối quan tâm thế gian. Phi thiền định là trạng thái không giữ sự tập trung vào một đối tượng hoặc chủ thể thiền định, cũng ám chỉ trạng thái thứ tư của Mahamudra, trong đó không cần phải thiền định hay trao dồi. Phương pháp yogic là những thực hành thêm vào cho một tantrika để rèn luyện trong việc thực hiện đầy đủ quan điểm của kim cương thừa trong hoạt động hàng ngày, ví dụ bữa tiệc cúng dường. Phương tiện là phương pháp hay phương tiện thiện xảo, đó là sự áp dụng thực tiễn của giáo lý đạo Phật, cũng có thể chỉ cái thứ bảy của 10 ba la mật. Phương tiện và trí tuệ, Phật quả đạt được nhờ hợp nhất trí tuệ và phương tiện trong Đại Thừa. Chúng là lòng bi và tánh không, Bồ Đề Tâm tương đối và tuyệt đối. Trong Kim Cương Thừa, trí tuệ và phương tiện là giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Theo học phái Kangyu, phái mũ đen, phương tiện ám chỉ một cách đặc biệt về con đường phương tiện. Sáu giáo pháp của Naropa và trí tuệ là con đường giải thoát, thực hành thực tế của Mahamudra. Theo Dzogchen, trí tuệ là kiến thanh tịnh nguyên sơ, sự thực hành Trekcho nhận ra tâm yếu của giác ngộ trong hiện tiền. Trong khi phương tiện là sự thiền định của hiện diện tự nhiên, sự thực hành Toga làm cạn kiệt nhiễm ô và định kiến nhờ đó đạt được thân cầu vồng chỉ trong một kiếp. Phóng đại và chỉ trích là chấp vào sự hiện hữu hay thuộc tính của điều gì mà nó không có và đánh giá thấp sự hiện hữu hay thuộc tính của cái gì đó mà nó thực sự có. Prajna Paramita là trí tuệ siêu phàm, giáo lý đại thừa về sự thấu suốt tánh không, siêu vượt định kiến về chủ thể, đối tượng và hành vi, kết hợp với lần chuyển pháp luân thứ hai. Prana là năng lượng lưu thông trong thân. Quan điểm là cái thấy, tức kiến, một hiểu biết và định hướng đặc biệt đạt căn bản trên việc học tập nghiên cứu triết học. Trong lĩnh vực của Mahamudra và Trekcho, quan điểm ám chỉ trạng thái của bình thường tâm hay giác tánh tự hiện hữu, thoát khỏi bất kỳ khái niệm nào, ngay cả sự thấu suốt triết học. Quang minh nguyên nghĩa là thoát khỏi bóng tối của vô minh và được phú cho khả năng nhận biết. Hai phương diện là quang minh hư không, giống như bầu trời rộng mở trong sáng, và quang minh biểu hiện như ánh sáng ngũ sắc, hình ảnh, vân vân. Quang minh là bản tánh hiện diện không pha trộn khắp luân hồi và niết bàn. Quang minh của pháp tánh là tánh giác bẩm sinh, đó là bản tâm của tất cả chúng sanh. Quán đảnh là sự trao truyền hay cho phép thực hành giáo lý của kim cương thừa, cửa vào không thể thiếu được để thực hành mật thừa. Quán đảnh bí mật tịnh hóa ngữ và prana, tức khí lực. Quán đảnh cái bình làm tịnh hóa thân và nadis, tức kinh mạch. Quán đảnh giác tánh phô diễn, sự quán đảnh để thực hành Dzogchen, đôi khi ám chỉ việc đạt giác ngộ nhờ thực hành Dzogchen. Quán đảnh tối hậu làm tịnh hóa những khuôn mẫu tập khí của thức A-lại-da. Quán đảnh trí tuệ làm tịnh hóa ý và Bindu, tức giọt ánh sáng. Quy chiếu là hoạt động tâm linh
chấp vào một đối tượng vật chất, kinh nghiệm, khái niệm, hay tập hợp những ý niệm triết học. Quy chiếu nhị nguyên là kinh nghiệm được hình thành do người nhận thức và đối tượng được nhận thức. Quy chiếu về sự cụ thể là tập khí chấp ngã và những đối tượng bên ngoài là có thật, bền vững và lâu dài. Raksas, tức la sát, một sinh linh hay ma quỷ xấu ác. Rasayana, xem trích tinh chất. Rudraks, nghĩa thứ nhất là một loại nửa thần nửa quỷ nhan bướng. Nghĩa thứ hai là ma quỷ chấp ngã. Rupakaya, tức sắc thân, một thuật ngữ tổng hợp của hóa thân và báo thân. Sadhana, tức nghi quỷ, phương tiện thành tựu, nghi thức và thủ tục tantric, để thực hành thường nhấn mạnh giai đoạn phát triển.